Xin chào tất cả anh em đến với Shop Vũ Tiến nha. Paint the sky your favorite color. Hôm nay mình lại tiếp tục ra video clip giới thiệu anh em mẫu sản phẩm là mệt bẫy bìm bịp. Ở đây thì gồm có hai loại nhá, một loại mệt vuông này. Đó, cái này là vuông nhá. Mệt bên này là mệt bắn nguyệt. Thì mệt bắn nguyệt thì nó có hai loại, một loại là mệt xài mồi giả nhá. Đây là xài mồi giả này. Đấy, còn cái mệt bên này là mình dùng để cắm mồi nhái nha anh em, nhái cóc hoặc chuột đều được hết. Đó. Thì cái chất liệu thì như các video trước ở trên kênh của mình thì mình đã giới thiệu rồi. Nó là thép trắng, thép AC. Đấy, dòng này thì không rỉ. Anh em về anh em muốn ngụy trang thêm thì anh em xịt sơ qua sơn hoặc là anh em phủ một lớp lá cây mỏng lên trên là mình có thể đánh được nhá. Đó. Còn cái dù này thì bên mình đan cho anh em này. Đó, thịt bao sâu luôn. Đó, mình quay này. Đó, lò xo thì lò xo thép AC nhá. Lò xo này bật cực mạnh luôn. Đó. Đấy, còn đây là mệt vuông này. Đó, mệt vuông. Đấy, bên mình cũng làm thép trắng, thép AC nhá. Đó, cái loại này là loại 5 ly này. Loại là 4 ly nhá. Đấy. Ngoài ra bên mình cung cấp tất cả các sản phẩm khác như là âm thanh để anh em về anh em đi đánh nhá. Đó, đây là cái dòng loa E898, dòng loa giá bình dân. Nhưng mà nói chung là xài cũng ok, bảo hành anh em từ 6 tháng đến 1 năm nhé khi sử dụng. Đó. Đây, phụ kiện trong của nó gồm đây là một cái loa này. Đó. Một cái túi đựng loa nhá. Một cái mic. Đấy. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Còn đây ở trong đây còn có phụ kiện kèm theo như là cục sạc nhé. Còn đó là một cục sạc này. Một cái remote điều khiển. Đó. Mình cũng hướng dẫn anh em luôn. Là nhiều anh em không biết sử dụng ấy. Đây, khi mình xài mình nhớ là bật công tắc đây lên nhé. Nó đang hiện ở vị trí F nhé. Mình bật lên là on này. Đó. Ví dụ mình ấn chuyển bài là ấn nút này. Đó. Là nó hiện xanh, đèn màu xanh lên nhé. Qua bài này, qua bài. Còn nút này nút dừng lại nha anh em. Nút này gọi là nút for xe dừng lại này. Còn âm lượng to nhỏ này. Còn nút chữ xe, ví dụ anh em muốn chạy một bài thì mình ấn nút chữ xe là cái loa của mình chỉ chạy trong vòng một thứ tiếng đấy thôi nhé. Đó, sơ qua tổng quát về cái loa. Còn đây là cái con mồi giả bên mình đây. Đó, con cuốc này. Đấy, con cuốc. Đấy, con cùm lùm mái nhá. Mọi khu vực gọi là gà đồng đó. Đó, đây cùm lùm mái này, cùm lùm trống này. Đấy. Rồi con bìm bìm này. Đó, hàng này đặc biệt bên mình là gia công là hàng bơm keo hết, không có xài bông. Đấy. Bơm keo 100%, cho nên anh em sử dụng nắng mưa thì bao bền luôn nhé. Đó, không sợ. Ừ. Có thoải mái. Xài keo nhé. À, anh em nhìn. Đây là keo được bơm này. Bơm vô nó. À, rồi ngoài ra bên mình cung cấp tất cả các sản phẩm khác như là lưới tàng hình ban ngày ban đêm. Đó, các phụ kiện khác như là mẹt lục trung tư đây. Đó. Đây là mẹt chòe. Tiện đây thì mình vừa quay sản phẩm luôn. Đây là mẹt chòe nhé. Mẹt chòe treo cây này. Cái này màu đen. Vừa treo cây vừa đánh dưới đất nhé. Màu đen này. Cái này màu trắng này. Thì anh em sử dụng. Đó. Rồi các sản phẩm giò gà các thứ nhé. Ở túi bao lô. Bao lô này. Đó. Rồi anh em cần mặt hàng gì thì cứ nghe hệ thống trực tiếp số điện thoại mình để trên video clip nhé. Đó. Bên mình thì ship hàng toàn quốc. Nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Cho nên anh em cứ yên tâm. Không cần phải lo lắng về vấn đề COD nhé. Mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video clip này. Anh em cảm thấy hay thì cho mình một like cũng như một chia sẻ. Và đừng quên ấn nút chuông để mỗi lần mình lên video kế tiếp thì nó sẽ thông báo để anh em thuận tiện theo dõi hơn. Đó.